10. Cá giò Palma. Cá giò Palma hay Pia Uku là loài cá ăn thịt khổng lồ sống ở Amazon, có chiều dài lên tới 2,7 mét và nặng gần 100 kg. Sở hữu hàm răng sắc nhọn khiến chúng thực sự là sát thủ vùng nước ngọt. Cá giò Palma từng xuất hiện trong series Thủy Quái hay Diver Monster nổi tiếng trên kênh Discovery. 9. Tranh Nam Mỹ. Huyền thoại về những câu chuyện về loài quái vật thân dài 9 mét, nặng tới 250 kg trên sông Amazon không chỉ xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh Hollywood mà chúng chính là ác mộng với nhiều loài động vật khác. 8. Cá Candiru. Cá Candiru hay Candiru là đại diện cho những loài động vật nhỏ mà có vỏ. Chúng nổi tiếng với khả năng bơi ngược dòng, kích thước của cá Candiru cực nhỏ. Nhiều tai nạn hy hữu đã xảy ra mà thủ phạm là cá Candiru đã chui vào bên trong niệu đạo thông qua dương vật một người đàn ông khiến nạn nhân phải can thiệp bằng phẫu thuật. 7. Cá Chình Điện. Cá Chình Điện hay Lương Điện tiếp tục là đại diện cực kỳ nguy hiểm tới từ khúc sông trong rừng rậm Amazon. Kích thước của chúng vào khoảng 2,5 mét và có khả năng phóng điện lên tới 600 V. 6. Cá Piranha Bụng Đỏ. Cá Piranha Bụng Đỏ là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim Hollywood. Mặc dù chỉ xuất hiện ở sông Amazon nhưng chúng đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho rất nhiều người ôi trên thế giới. Cá Piranha Đỏ có thể dài tới 30 cm, bơi thành đàn lớn, sở hữu hàm răng sắc nhọn đặc trưng. Chúng có thể lọc xương một chú gà trong tích tắc. 5. Cá Ma Cà Rồng Payara. Cá Ma Cà Rồng Payara là loài săn mồi hung dữ, với chiều dài 1,2 mét và bộ hàm lớn. Chúng có thể nuốt chửng một số lượng lớn thức ăn bằng nửa trọng lượng cơ thể. Trong tự nhiên, cá ma cà rồng Payara cũng được coi là kẻ thù không đội trời chung của Piranha. 4. Cá mập bò. Có họ hàng với loài cá mập trắng khổng lồ ngoài đại dương, cá mập bò cũng có tiếng nói cực lớn ở lưu vực sông Amazon. Cá mập bò trưởng thành có chiều dài khoảng 3,3 mét và nặng hơn 310 kg. Ngoài ra chúng còn sở hữu xúc giác cực nhạy, có thể cảm nhận được độ mặn của nước. 3. Cá Pacu. Cá Pacu quan hệ mật thiết với loài Piranha Bụng Đỏ, đồng thời cũng được biết đến do có hàm răng giống con người. Cá Pacu là loài ăn tạp bao gồm cả các loại quả. Chúng đặc biệt bị kích thích bởi giống đực. Lịch sử từng chứng kiến việc cá Pacu tấn công cánh rắc tinh hoàn của một người đàn ông ở Papua New Guinea. 2. Cá sấu Caiman Đen. Có thể dài tới 6 mét, nặng hơn 400 kg. Cá sấu Caiman Đen được coi là kẻ cai trị của khu vực sông Amazon. Thức ăn của chúng cũng khá đa dạng như cá, các loài động vật khác. Một dái cá lớn. Rái cá lớn hay rái cá Nam Mỹ là loài động vật có vú họ chồn lâu đời nhất. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ kích thước lớn, có cá thể dài khoảng 2 mét, nặng 20 đến 40 kg. Thường sống thành đàn và đoàn kết với nhau như gia đình.